Thanh Hương, vai Luyến. Luyến là nhân vật chính trong câu chuyện của Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao. Luyến sinh ra trong gia đình thuần nông, bố mẹ trong nam khinh nữ. Luyến lấy chồng sớm, nhưng chồng mất để lại món nợ khổng lồ khiến cô vừa phải nuôi mẹ chồng vừa còng lưng trả nợ. Luyến sắc sảo, mạnh mẽ, không ngại lươn lẹo, thực dụng, lá mặt lá trái. Song, bên trong vẻ ngoài lọc lõi đó, Luyến cũng là người trọng tình cảm, khi cần có thể hy sinh bản thân. Nhân vật này do diễn viên Thanh Hương đảm nhận. Vào vai Luyến, Thanh Hương cắt tóc ngắn, không được ăn diện như các vai diễn trước. Nữ diễn viên tiết lộ cô phải giảm cân để hợp với tạo hình khổ cực của Luyến. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, vai bà Tình, mẹ chồng của Luyến. Bà Tình là người chăm chỉ, hiểu chuyện, biết thân biết phận, thương con dâu một cách chân thành. Bà lựa chọn ở cạnh Luyến một phần để chăm sóc cô, phần nữa là vì muốn trả món nợ cả tiền bạc lẫn ân tình mà Luyến đã dành cho con trai bà. Vào vai bà Tình, nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý có tạo hình khắc khổ, già nua. Trong suốt thời gian quay phim, nữ nghệ sĩ gạo cội không được nhuộm tóc nên khi hết cảnh quay và trở về nhà nghỉ ngơi, nhiều người không nhận ra vì quá già. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý cũng tiết lộ mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu được truyền tải phần nào trong phim cũng vô cùng tốt đẹp. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, vai Lưu. Lưu làm cửu vạn ở chợ đầu mối, sống cùng khu với Luyến. Lưu một mình nuôi con, coi con trai là tất cả, luôn dành mọi điều tốt đẹp cho con, đồng thời gửi gắm mọi hy vọng vào tương lai của con. Tính nết Lưu rất khó ưa, ác khẩu, thích cà khịa, nhưng Lưu lại sống có tình, biết quan tâm đến mọi người. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải chia sẻ đã gần 20 năm kể từ bộ phim Đường Đời, anh mới trở lại với một vai rất khắc khổ, chịu nhiều biến cố trong cuộc sống. Anh cảm thấy rất may mắn khi được nhận vai diễn này, vừa đọc kịch bản đã mê luôn nhân vật. Tô Dũng, vai Điền. Điền là người em thân thiết ở cùng phòng trọ với Lưu. Điền có vẻ bề ngoài hiền lành, chân thật, luôn nhún nhường và hay lo lắng. Điền có gánh nặng riêng ở quê nên trong lúc bấn loạn đã trộm tiền của Luyến và trốn về quê. Nam diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Điền với một tạo hình mới. Anh tiết lộ không cảm thấy áp lực mà ngược lại vô cùng hưng phấn khi được đóng vai Điền. Vai diễn gần nhất của anh là Nghĩa trong Lối Về Miền Hoa. Anh Thơ, vai Hòa. Hòa là chủ cửa hàng hoa quả ở chợ, thường xuyên nhập hàng từ Luyến. Hòa sốc vác, mạnh mẽ, khôn ngoan và là một người tốt đối với những người, những việc không liên quan đến mình. Dù chỉ là một vai phụ, nhưng nữ diễn viên Anh Thơ cũng rất thích nhân vật của mình. Điểm khác biệt nhất của Anh Thơ với các đồng nghiệp chính là được mặc đẹp hơn, tạo hình có phần giàu có hơn. Minh Cúc, vai Bình. Bình là người sốc nổi, nông cạn, có gì cũng phơi bày hết ra ngoài. Bình luôn tỏ ra ghê gớm, nhưng bản chất đơn thuần, không phải người xấu, chỉ có chút nhỏ nhen của phụ nữ. Nhân vật Bình do diễn viên Minh Cúc thể hiện. Việt Hoàng, vai Thạch, con trai Lưu. Thạch thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi, có chí phấn đấu. Thạch lớn lên ở khu chợ, nhưng luôn được bố chăm sóc bao bọc, ép học hành tử tế. Thạch luôn cảm thấy xấu hổ với mọi người xung quanh về xuất thân của mình. Đây cũng là điều khiến Lưu đau lòng. Vào vai Thạch là gương mặt diễn viên trẻ Việt Hoàng. Nam diễn viên từng góp mặt trong bộ phim Lửa Ấm và được khán giả chú ý. Quỳnh Đan, vai Nga, bạn gái Thạch. Bố mẹ ly hôn sớm do khác biệt về con người, nhận thức. Nga lớn lên là cô gái ngoan, hiểu chuyện, biết suy nghĩ nhưng không nhu nhược, yếu đuối mà có chủ kiến. Đảm nhận vai Nga là nữ diễn viên trẻ Quỳnh Đan. Cùng với Việt Hoàng, Quỳnh Đan sẽ có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất bên cạnh sự tài năng của các đồng nghiệp đi trước. Mỗi nhân vật trong Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao có số phận, hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung của họ là khát vọng sống. Sự lạc quan khi đứng trước nghịch cảnh, giữa nơi ủ rột tồi tàn nhất, tình yêu, tình thân, tình người luôn là thứ thắp sáng cuộc đời.